Chào các em, hôm nay chúng ta cùng đến với môn tập làm văn lớp 5, bài luyện tập làm. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 59 bài luyện tập làm đơn. Số 1, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Thần chết mang tên bảy sắc cầu vồng. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để dịp sạch cỏ trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mỹ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng, xanh, hồng, tía, da cam. Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá hủy hơn 2 triệu hecta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm họa môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho con người nhiễm độc và con cái họ như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh. Ước tính cả nước có khoảng 70.000 người lớn và từ 200.000 đến 300.000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em bé mất từ trong bụng mẹ hoặc mất ngay sau lúc mới sinh, chưa kịp sống trọn một giờ bên cha mẹ, anh em mình. Sau đây là một số hình ảnh Mỹ rải chất độc màu da cam trên chiến trường miền Nam. Chất độc màu da cam là loại chất độc đựng trong thùng có chứa đánh dấu phân biệt bằng màu da cam. Sau đây chúng ta cùng trả lời câu hỏi A. Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì đối với con người? Cùng với bom đạn và các chất độc khác, chất độc màu da cam đã phá hủy hơn 2 triệu hecta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loại muông thú, gây ra những bệnh nguy hiểm cho con người, nhiễm độc và con cái họ như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh. Hiện cả nước có khoảng 70.000 người lớn và từ 200.000 đến 300.000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đây là nạn nhân của chất độc màu da cam. Câu B. Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam? Chúng ta cần thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam, vận động mọi người giúp đỡ các cô bác và những bạn nhỏ bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Chung tay ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam. Đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam. Câu tiếp theo, giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện. Sau đây, chúng ta cùng ôn lại cách trình bày một lá đơn. Khi viết đơn, cần trình bày đơn đúng quy định. Thứ nhất, quốc hiệu, tiêu ngữ. Thứ hai, nơi và ngày viết đơn. Thứ ba, tên của đơn. Thứ tư, nơi nhận đơn. Thứ năm, nội dung đơn. Giới thiệu bản thân, trình bày lý do vì sao muốn gia nhập đội tình nguyện, lời hứa tích cực tham gia mọi hoạt động của đội và lời cảm ơn. Phần cuối cùng là chữ ký và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn. Sau đây, cô sẽ cho các em tham khảo mẫu một lá đơn hoàn chỉnh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc,
Thái Mỹ, ngày tháng năm. Đơn xin gia nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam. Kính gửi Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ xã Thái Mỹ, tên em là Nguyễn Chí Thanh, sinh ngày 20 tháng 12 năm 2010, học sinh lớp 5-1 trường tiểu học Thái Mỹ. Sau khi nghe giới thiệu về hoạt động của đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam thuộc Hội chữ thập đỏ của xã, em thấy hoạt động đội có ý nghĩa và thiết thực. Em tự nhận thấy mình có thể tham gia hoạt động của đội để giúp đỡ các bạn nhỏ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Vì vậy, em viết đơn này bày tỏ nguyện vọng được tham gia nhập đội tình nguyện, góp phần nhỏ bé làm giảm bớt nỗi bất hạnh của các nạn nhân. Em xin hứa tôn trọng nội quy và tham gia tích cực mọi hoạt động của đội. Em xin chân thành cảm ơn người viết đơn, Nguyễn Chí Thanh. Các em vừa tham khảo mẫu một lá đơn hoàn chỉnh. Các em hãy tập viết một lá đơn để tham gia đội tình nguyện giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam. Chúc các em thành công. Chào tạm biệt các em.